thì nó lại có phần cộng halogen, lại có chút nhầm lẫn. Ví dụ ethylene cộng với brom thì khi cộng là liên kết bi bị phá vỡ, thì là liên kết đơn, tức là liên kết đôi này này chỉ là liên kết đơn, và brom thì chia làm hai ra CH2 Br, liên kết đơn CH2 Br, tức là chia làm cộng và xung hai bên liên kết đôi đấy. Thì công thức nó là 1 2 đi brom etan. Thì lúc đầu brom là màu nâu đỏ, sang là cái chất sau là không màu. Thế thì khi mà thực hiện phản cộng brom thì làm cho dung dịch brom bị mất màu đi hoặc là bị nhạt màu. Em nhìn đang cái phương trình này, tỷ lệ mol alken với brom là tỷ lệ mol 1:1. Ta nhớ điểm này để khi mà chúng ta làm bài chúng ta sẽ biết được, xác định được số mol. Rồi phương trình tổng quát CN2N cộng X2, X2 nó là Br2 hoặc Cl2 đấy, ra CNH2NX2. Chúng ta nhớ một cái điều này là phản cộng brom và alken được dùng để phân biệt alken với ankan. Bây giờ ankan nó không có phản cộng brom, ankan nó lại có. Ankan là mất màu hoặc nhạt màu như nhìn thấy brom. Đó là phản cộng halogen. Rồi, cộng tác nhân là HX. HX ở đây là OH, clo và brom. Ví dụ HOH thì chính là nước. Và thì anken cộng nước xúc tác là H cộng nhiệt độ thì tạo ra ancol. Cộng thì cũng bình thường, H vào bên OH vào một bên còn lại thì nó ra là CH3 CH2OH. Mà chắc là gọi là ethanol hoặc là cồn đấy, là rượu. Nó để ý này, H đi vào cái C C mang lên cái đôi, và OH thì đi vào cái C còn lại nha. Nói chung là cộng vào hai C mang lên cái đôi đấy, hai C mà xung quanh lên cái đôi đấy, chúng ta để ý. Còn những cái còn lại chúng ta không quan tâm. Ví dụ HBr cũng vậy, HBr thì H vào đây, H vào bên đây, còn Br vào đây. Đấy, thì ra etin bromua, etin bromua. Và đây khi cộng đối với HX, HX thì anken đối xứng thì chúng ta cứ cộng bình thường có gì hết, nhưng mà sang cái phần anken bất đối xứng, anken đối xứng thì nó phân ra sản phẩm chính, sản phẩm phụ. Thì em thấy thầy nói rồi, nó anken là bất đối xứng này, rồi ben này. Và thì khi cộng HBr, HBr thì H này này đi vào C còn nhiều hydro. Thầy nhắc lại, H hydro đi vào C còn nhiều hydro thì tạo ra sản phẩm dính. Em thấy này, H này đi vào C còn nhiều hydro tức là CH2 đây, brom vào bên cạnh là đây thì tạo ra sản phẩm chính. Đó là quy tắc Markov Chekhov, có nghĩa là gì? Dầu, dầu thêm, và việc dầu ở đây là việc dầu hydro, tức là chỗ nào có nhiều hydro thì hydro ưu tiên nhiều trước. Rồi ngược lại, làm ngược lại như vậy thì tạo ra sản phẩm phụ. Thì nhắc lại nè, quy tắc Markov Chekhov thì nó dài lắm mà chúng ta cứ hiểu nôm na, dầu thì dầu thêm, ở đây là dầu hydro, hydro nó đi vào carbon nhiều H, nhiều hydro thì nó sẽ tạo ra sản phẩm chính. Còn ngược lại cái quy tắc đó thì nó là sản phẩm phụ. Bo bậc cao bậc thấp nhưng mà sắc sắc. Rồi ví dụ đây, một ví dụ khác. Ví dụ khác là 2-metin-bromen, 2-metin-bromen. Thì em thấy nhìn vào cái hai C này nè, một C là có hai H còn một C là không có H nào. Vậy thì nếu mà H đi vào chỗ CH2 này, CH2 này có OH đi vào C còn lại thì nó tạo ra sản phẩm dính. Thì em thấy này là phân tích rõ ràng.
phân tích rõ ràng này, H này đi vào CH2 thì nó là H vào CH2 này thấy không? Còn OH là đi vào H còn lại này thì tạo ra sản phẩm chính, còn ngược với lại cái quy tắc kia là tạo ra sản phẩm phụ. Và khi biết phương trình thì chúng ta biết một cái thôi, ưu tiên sản phẩm chính, chúng ta biết sản phẩm chính là quy tắc Markov Zhivkov giàu giàu thêm, đó là quy tắc của phản ứng cộng, tên gọi nó chính là hai metin một ron ban một ôn, thì cái tên ancol thì sau này đến sau hướng dẫn sau. Nhưng mà trước tiên là phải nắm được quy tắc cộng Markov Zhivkov. Thứ nhất là đối với alken mà đối xứng như là ethylene, butyl hai en thì khi cộng chúng ta không đi ấy, nhưng mà alken bất đối xứng như là morben hay là này thì chúng ta phải đi ấy, khi cộng x chúng ta đi chút chúng ta có gì có giàu giàu thêm, đó là phản ứng cộng. Và alken có một phản ứng trùng hợp, tức là kết hợp nhiều cái phân tử nhỏ tạo ra một phân tử lớn, tức là vẫn để tạo ra polymer, bởi vì liên kết bi trong này nó kém bền, nó bị bẻ gãy đi. Đây ví dụ ethylene thực hiện phản trùng hợp tạo ra polyethylene, tức là nhựa BE đó, là màng bóng, mà ta hay nghe từ là màng bóng BE, làm bao ni lông. Và đây thì chất tham gia gọi là monomer, tức là cái một chất ban đầu gọi là monomer, còn cái sản phẩm là gọi là polymer. Và cái phần đông mặt này này đó, người ta nói phần đông mặt tức là mắc xích, là nhiều mắc xích nối lại với nhau là polymer. Còn cái N này á gọi là hệ số trùng hợp hay là hệ số polymer hóa nè. Còn tên của polymer đó là polymer cộng tên monomer, ví dụ như đây, đây ethylene là một cái monomer, còn trùng hợp ra sản phẩm là polyethylene, thấy không? Poly cộng tên monomer ethylene, polyethylene viết tắt là B và E. Đấy, bromen,